mình đang tập uống nước uống vào buổi nước uống đang tập uống nước ấm, một ly nước ấm lúc ngủ dậy vào buổi sáng mọi người. Tại vì mình cảm thấy là giống như kiểu mình bị đau dạ dày ấy, nên là mình vẫn chưa dám uống nước chanh pha loãng á, là chỉ đang uống nước thôi, xong rồi vài bữa nữa nếu mà mình thấy bụng dạ của mình ok thì mình sẽ uống thử nước chanh ấm. Đánh răng rửa mặt xong rồi nhưng mà mình đang phân vân là có nên gội đầu hay không, vì mình vừa mới gội đầu ngày hôm qua, xong rồi lúc nãy mình còn quên mình rửa mặt rồi, nên là thôi, thôi đi, để mai gội đi. Kiểu gội đầu thường xuyên thì chắc nó cũng không tốt lắm đúng không mọi người? Tối quá không ta? Nhưng không sao, đủ ánh sáng để cho mình nhìn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ skin care và mình đã đổi qua dùng khăn lau mặt một lần đấy mọi người. Nó tại vì khăn lau mặt kia kiểu mình cảm giác như là mình không thể giữ cho cái khăn được vệ sinh ấy, mà cái khăn nó không được đủ vệ sinh thì da mặt của mình rất là dễ bị lên mụn, nên là mình dùng bằng giấy này luôn. Tiếp theo sẽ là toner, mình vẫn dùng này. Vẫn buồn ngủ à. Hôm nay thì mình có tiết vào lúc 1:30 mọi người. Và mình sẽ phải học tới 6 giờ kém. Bây giờ đang là 11 giờ rồi. Hôm qua thì tận 3-4 giờ sáng mình mới ngủ, kiểu hay cú đêm ấy mọi người. Mình đang cố gắng, rất là cố gắng để sửa. Tại vì đợt hè vừa rồi mình cũng cứ ngủ muộn mít, cái thành ra nó quen đó mọi người. Rồi mình nghĩ chắc là vào kỳ học rồi thì kiểu mình sẽ sửa được thôi. Tại vì phải ngủ sớm thì mới dậy sớm được ấy. Bôi thuốc sẹo nữa, xém quên. Toner đã kiểu cảm giác cho nó khô khô mặt rồi á. Bạn nào mà xài vitamin C á thì lên bôi vào lúc này nha. Xài toner xong phải đợi cho toner nó khô khô thì mới lên bôi vitamin C. Dùng vitamin C thì kiểu kem chống nắng của mình sẽ được phát huy tối đa tác dụng hơn. Không phải tối đa mà kiểu như là nó phát huy tác dụng hơn, quên. Và vitamin C thì giúp cho da của mình trắng đều màu hơn. Mặc dù mình xài khá là lâu rồi nhưng mà mình không biết nữa. Hôm qua lúc đi làm mình vừa mới bị cái râu của con tôm á mọi người. Nó cứa một phát ngay đây, xong rồi kiểu ngay cái chỗ mà mình hay đụng lên mặt đối, nên là mỗi khi mà đụng vào nó rát ghê đấy. Tiếp theo mình sẽ dùng serum HA để cấp ẩm cho da. Theo thì sẽ là kem dưỡng ẩm. Steel thì sẽ là kem chống nắng nha mọi người. Dùng kem chống nắng nâng tôn cho vùng cổ để chút nữa mình make up lên thì nhìn nó không bị lệch tông quá nhiều ấy. Mình không có đánh kem vô trong phần cổ mọi người ạ. Đánh kiểu đánh kem vô phần cổ thì lúc mà mình mặc đồ thì nó rất là dễ dây ra ấy. Hôm nay mình cũng định mặc áo hở cổ nữa, nên là đánh cho cổ xuống một tí cho nó đỡ đen quá. Xong skin care rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị để makeup nha. Hết rồi. Mình đã có một chai mới để dành.
hôm nay lên dùng kem nền hay là cushion. Ở vlog lần trước thì hình như là mình đã dùng cushion rồi, nhưng hôm nay mình sẽ gom lại kem nền. Mình dùng của Fit Me nha mọi người. Những cái vỏ nó bị ngược luôn nha. Maybelline Fit Me. Bây giờ mình sẽ make up xong rồi thì sẽ đi lên trường để ăn ở canteen nha. Bữa nay mình đang tập ăn nhịn ăn gián đoạn á, nên là mình sẽ ăn bữa đầu vào sau 1 giờ. Tại vì mình cảm thấy đó là cái khoảng thời gian mà tiện để cho mình ăn nhất á. Nên là bình thường mình cũng không ăn sáng sẵn rồi. Không biết là có kịp để đi lên canteen ăn không nữa. Tại vì mắt thâm quá nên là mình sẽ dùng một chút son màu cam để đánh dưới trước, xong rồi chút nữa mình sẽ đè che khuyết điểm lên nha. Xong rồi là nó sẽ hơi đỏ đỏ chỗ này này, mình sẽ bôi che khuyết điểm lên. Mình đợi cho cái này nó hơi xét xét vào, bây giờ mình mới đánh ra nha. Tiếp theo là phấn mắt. Vẫn là cái bảng này. Nó đã hư cái lớp này rất là lâu rồi. Mình đã dùng cái màu nhạt này để đánh nền, xong bây giờ mình sẽ dùng cái màu hơi đậm hơn này để đánh vào đuôi mắt. Thêm tí đậm đậm ở đuôi mắt nữa nha. Còn cái màu này, màu bên cạnh đây nè. Tí nhũ vô trong mắt. Theo sẽ là bấm mi. Cái chút mi yêu thích của tôi. Cái này là của Kiss Me nha mọi người. Ui gãy rồi. Kẻ thử coi được không. Sao thấy kẻ vô cũng như không à. Bằng một cây xanh hồng. Không biết lên đánh son gì. Son của Vichy. Không biết là đọc biết đúng tên không nữa. Này là hồi sinh nhật mình, xong rồi bà Trung Quốc, bà chị Trung Quốc làm chung quán với mình á, là tặng. Nhưng mà có vẻ như là không hợp với cái màu này lắm. Mùi hơi khô. Cái này thì nó lại là kiểu lúc mà mình nhìn ở ngoài thì mình tưởng nó là tông hồng đất, nhưng mà đánh lên thì nó lại là tông cam. Mà mình thì kiểu không hợp với mấy cái màu nóng lắm ấy, nên là nhìn thì cũng tạm tạm thôi. Mà mình cũng kiểu quen cái tông hồng rồi ấy mọi người, nên là mình sẽ đánh tông hồng Roman. Trời ơi, kiểu mình đa phần son và đồ trang điểm của mình đều là của Roman hết đó mọi người. Roman. Cái này là màu 29 nha. Màu này thì hơi thâm. Cho bạn nào thích màu thâm, nhưng mà nó sẽ tông kiểu giống như là hồng thâm ấy mọi người. Hơi thâm một chút. Xong rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thay đồ. Mình đã có một bạn comment hỏi mình còn nuôi xôm không. Em nhỉ.
Nay sẽ mặc cái áo này với cái quần đâu ta, cái quần mình muốn mặc. Nay sẽ mặc cái quần này. Không thể thiếu. Mùa hè không thể thiếu với mọi người. Em ta kiểu bình thường mình đi bên ngoài ấy, thì mình sẽ không có bị nóng, mà quên mình sẽ không có lạnh đâu, nhưng mà kiểu ở trong phòng học ấy mở máy lạnh rất là lạnh luôn, mà mình kiểu mình thấy mọi người không ai lạnh hết á, mà mình kiểu mình ngồi mình co ro luôn, nên là mình đều phải mặc áo khoác. Hôm qua thì tự nhiên kiểu mấy ngày nay này tự nhiên Hàn Quốc trời mưa, xong hôm qua nhiệt độ nó hạ bất chợt ấy mọi người, trời ơi nó lạnh siêu lạnh luôn, mà hôm nay thì trời lại tạnh mưa, mai thì lại mưa. Là nếu mà mình không biết nữa, xong tối đi làm về muộn thì mình cũng cảm thấy nó hơi lạnh ấy. Nên thôi mình cứ khoác một cái áo này vào cho chắc. Tiêu là mang gì đi học đây? Học bút, ví tiền. Cái này là có cả thẻ giao thông nữa, đút được túi chút nữa mình rút ra rút vào cho nó tiện. iPad, sách. Hôm nay thì mình sẽ học môn thơ. Đây là cuốn sách của môn đó. Cái này mình thấy ở Việt Nam có một loại rất là giống luôn ấy, cũng là kiểu bên trong thì sẽ có một viên đậu phụng á mọi người, xong bên ngoài thì nó sẽ có một lớp bánh hay lớp gì đấy, nhưng mà nó là một viên hình tròn ấy. Nhưng mà cái này thì là vị mình chưa ăn thử. Vị này là vị lá kim á, lá rong biển đó mọi người. Cái lá nướng xong rồi người ta trộn với cái bột, xong người ta bọc bên ngoài, bên trong thì vẫn là đậu phụng. Nên là cái này không biết ngon hay không. Cái cục sạc dự phòng của mình nó bị làm sao ấy mọi người ơi, kiểu hôm trước thì mình lỡ tay mình làm nó rớt, chắc là tại vì vậy á, nên là kiểu như là nó cứ lúc được lúc không, nên lên thôi bữa nay mình cứ cầm theo cái dây sạc đi cho chắc. Xém quên nước hoa mọi người ơi, đây là nước hoa mình vừa mới mua đợt vừa rồi, Olive Young sale vừa rồi, cái đợt sale rất là lớn, một năm thì chỉ có vài đợt Olive Young sale lớn thôi. Thì cái này là nước hoa mình thích lâu lắm rồi, mình thử mùi mấy lần rồi, mình thấy rất là thơm, nhưng mà phải đợi lúc nó sale. Lúc nó sale, cái này là của Moon Ka-young, là cái bạn mà đóng chính trong cái phim True Beauty á, Vẻ Đẹp Đích Thực á mọi người. Bạn đó làm đại sứ thương hiệu và cái này liên tục sold out luôn. Và cái mùi này là mình thấy thơm nhất và kiểu hợp gu nhất ấy. Nó rất là nhẹ nhàng, kiểu phù hợp để mình xịt vào mùa thu hoặc là những cái mùa mà kiểu mùa hè nó không quá là nồng ấy mọi người. Nên là mình đã đợi nó sale rồi mình mua. Mà cũng chỉ mua cái loại 30ml thôi ý. Trời ơi, tôi thật là con đũa nghèo khỉ. Nó rất là thơm nhưng mà bị một cái là mùi của nó không có lưu hương lâu quá mọi người. Được có vài tiếng à. Hôm nay sẽ đi đôi này nha mọi người. Phải lấy cái bịch, lấy cái thùng giấy treo xuống chứ. Cái đế giày nó hơi dơ ấy. Đây là outfit ngày hôm nay nha mọi người. Hoành hành. Lúc đầu thì mình định là sẽ đội mũ như thế này này mọi người, nhưng mà tại vì mình thấy đầu của mình cũng không bết lắm. Nó cũng khá là sạch ấy, nên là chắc thôi, chắc mình không cần phải đội mũ. Cầm theo thôi chút nữa, mà lỡ có cần thì mình sẽ đội. Còn đây là outfit cuối cùng để mình đi học. Vậy là xong các bước chuẩn bị đi học của tôi rồi. Đi học thôi. Mọi người thấy trời không? Nó bị chói. Đó, trời hôm nay siêu âm mưu luôn ý. Why can't I hold you again? Cause lately I've been wondering how long this could take to end. When can I kiss you again? Cause baby it feels like forever.
hand. So baby, I've been thinking how long this could take to end. When can I kiss you?